ngày hôm nay thì Tracy sẽ tiếp tục review một series về kem chống nắng mà Tracy sẽ sử dụng trong thời gian qua và chấm điểm những em ấy khá là cao. Có sẽ từ high-end cho tới drugstore đều là những cái dòng sản phẩm mà Tracy đã sử dụng khá là lâu rồi, nhưng sau một chuỗi thời gian rất là dài và mình thấy là mình nên review cho mọi người để mọi người có thêm một số những cái gợi ý, cũng như là mọi người hãy thử cùng chấm điểm với Tracy xem là những em này có thể sử dụng như thế nào và xứng đáng bao nhiêu điểm nhé. Và ở đây thì trên tay Tracy đang có 8 em kem chống nắng mà Tracy rất là ưng ý trong thời gian vừa rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng review nhé. Và đừng quên là tới cuối video clip này Tracy cũng sẽ dành tặng một trong những em kem chống nắng này dành cho những cô nàng may mắn đã subscribe cũng như là xem cái video của Tracy ngày hôm nay. Để điểm danh cho mọi người 8 em mà Tracy đang cầm trên đây đây thì có em Obagi, em Dr. Este, em Biore, em Mad Hippie, Eucerin, Vichy, Anessa và Skin Aqua. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng với em Drugstore trước nhé. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với hai em Drugstore nằm trong list mà Tracy khá là yêu thích. Đó chính là em Biore UV Perfect Milk và em Sunplay Skin Aqua Silky White Essence. Thì hai em này đều có điểm chung là giá thành nó cũng khá là phải chăng. Nó rơi độ tầm khoảng 90.000 một tuýp. Và với cái trọng lượng khoảng 25g của Skin Aqua và 40ml của Biore thì chúng ta sẽ bắt đầu với em Biore trước nhá. Em này thì với Biore UV Perfect Milk thì Tracy thấy là em ấy khá là phù hợp với những dạng da thường hoặc là những dạng da hơi khô một chút. Nhưng mà ở trên này thì nhãn có khuyến cáo là em ấy không gây mụn. Nhưng khi mà Tracy sử dụng thì Tracy thấy là nó có lẽ không recommend lắm cho những bạn bị nhiều mụn hoặc những bạn bị da hỗn hợp thiên dầu hoặc là quá dầu hoặc nhạy cảm. Bởi vì khi mà sử dụng thì em ấy sẽ có một số những cái yếu tố mà Tracy sẽ kể ra đây. Đầu tiên là để Tracy nói về em packaging đã. Em packaging này thì màu xanh trông nó rất là tươi sáng và kiểu như cái màu xanh pastel, nên là cái cảm giác nó dịu nhẹ. Và khi mà mình nhìn ấy, mình cảm thấy em ấy trông giống như kiểu là baby ấy, kiểu như những cái dòng kem chống nắng dành cho em bé vậy á. Khi mà cầm lên thì nó khá là nhỏ nhẹ bởi vì nó chỉ có 40ml thôi. Và khi mà sử dụng thì mọi người sẽ phải mở ra và lắc đều một chút, bởi vì em ấy là một cái dạng với một cái thành phần với lượng nước khá là cao. Khi mà chúng ta thử thì mình không cần phải bóp bởi vì nó sẽ ra rất là nhiều, mình chỉ cần dốc nó ra thôi. Đây là cái lời khuyên mà Tracy nghĩ là mọi người nên chú ý trước khi mà mình mua em này. Và cái mùi của em ấy thì hơi nồng một chút xíu, nên là sẽ không phù hợp với những bạn nào mà không yêu thích cũng như là hơi bị nhạy cảm với mùi hương. Và em này là một dạng kem nhẹ, và khi mà thoa lên ấy, thì dần dần nó chuyển thành dạng nước, và sau đó nó bắt đầu tệp vào cái làn da của mình. Và Tracy nghĩ là nó khá là phù hợp để có thể làm một cái lớp base nhẹ nhàng. Và một điểm mà Tracy đánh giá cao ở em này là mặc dù nó khá là, với cái chi phí nó khá là rẻ mà hầu như với bất cứ ai cũng có thể tậu về cho mình một em được, thì với chỉ số chống nắng là SPF 50+ và chỉ số PA 4+ là tương đương với có thể chống được tia UVA độ tầm khoảng 90%. Và với chỉ số chống nắng SPF 50+ như thế này á, thì em ấy còn là water resistant for sports and outdoor activities. Thì hầu như những ai mà đi ra ngoài về những cái hoạt động ngoài trời, giống như Tracy cũng rất phải hay ra ngoài với những cái công việc của mình, thì em ấy hoàn toàn có thể ngăn được cái việc là bị chảy nước hoặc là nó bị bốc hơi. Và khi mà đi ra ngoài thì hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng hầu như là mọi người nên sử dụng khoảng 2-3 tiếng retouch lại một lần. Và cùng type với em Drugstore này là em Skin Aqua Sunplay. Em này thì trọng lượng 25g và Tracy cũng thường sử dụng làm base ở dưới. Hoặc là có những hôm mà mình không sử dụng make up thì hoàn toàn có thể coi em ấy như một cái lớp để có thể khiến cho da của mình hồng hào và tươi sáng hơn. Chính vì vậy nên em ấy mới có cái tên ở đây là Silky White Essence. Và với cái độ SPF cũng 50+ và PA 4+ tương đương với em Biore UV này, thì Tracy thấy là cái độ hiệu quả nó cũng khá là tương đương. Có một điểm hơi khác một chút là với những bạn nào da khô hoặc là với những bạn nào mà da của mình kiểu thích những cái dạng mà dưỡng ẩm ấy, thì em Sunplay Skin Aqua này sẽ phù hợp hơn, bởi vì cái độ Essence, cái độ tinh chất, độ ẩm trên em Skin Aqua này nó nhiều hơn một chút xíu. Và với em này thì là hoàn toàn là alcohol free, có nghĩa là không có cồn, và phù hợp được cho cả những bạn mà bị da dầu hoặc da mụn.
Khi mà sử dụng á, thì hai em này đều có chung một cái concept như kiểu là pastel ấy. Và Tracy rất là thích cái màu hồng baby pastel giống như thế này. Và đều là có nắp vặn. Chính vì vậy nên cái việc kiểm soát lượng lấy ra của kem chống nắng nó rất là dễ. Và em này thì nó là một dạng kem nhưng mà nó không quá bị đặc. Và khi mà sử dụng lên ấy, dần dần thẩm thấu sâu ở phía trong da, nhưng nó không có cái độ nước giống như là em Biore vừa rồi, mà em ấy đặc sệt hơn một chút xíu. Trong này thì có cả thành phần giữ ẩm, cấp nước và dưỡng trắng mịn nữa, bởi vì em ấy có thành phần là vitamin C này, dẫn xuất vitamin C làm cho hồng hào và trắng cái làn da của mình nó sáng bật tôn hơn. Có collagen, có vitamin E, có sodium hyaluronate, đều là những cái thành phần có thể cung cấp những cái dưỡng chất và giữ ẩm. Với cả ở đây còn có công nghệ Aqua Boost nữa. Lát nữa Tracy cũng sẽ review với mọi người một em cũng có công nghệ Aqua Boost như thế này, nhưng mà ở một cái type kem chống nắng khác hơn. Nhưng mà quay trở lại với em này thì em ấy còn có công nghệ Micro Capsule để có thể giúp cho chúng ta không có bị nhờn rít hoặc là cảm giác kiểu như là khó chịu ở trên da ấy. Và tiếp theo, nếu mà để lựa chọn ở một mức premium hơn một chút xíu, thì Tracy đang rất là yêu thích bốn em trong số rất là nhiều em mà Tracy đã từng sử dụng mấy kem chống nắng. Đấy chính là em Anessa, em Vichy, Eucerin và Mad Hippy. Đấy chính là bốn em này. Và có một điểm mà có lẽ mọi người hay hỏi là tại cái việc mà sử dụng kem chống nắng như kiểu là 90-100 nghìn thì khác gì với sử dụng những em dạng này khoảng 400 nghìn đến 500 nghìn, thì câu trả lời nó sẽ là nó khác nhau ở thành phần, cảm giác và khác nhau ở thương hiệu nữa. Đầu tiên để nói sâu hơn một chút, đấy chính là em đầu tiên mà mọi người có lẽ là cũng thấy rồi, là Tracy cũng khá là hay sử dụng em Anessa, nhưng mà là em Whitening UV Sunscreen Gel. Em này có lẽ là Tracy cũng đã từng chia sẻ với mọi người trong một số clip trước đây, nhưng em này hiện giờ vẫn đang nằm trong top những cái dòng dạng premium hơn một chút xíu như Tracy vừa nói, bởi vì Tracy thích cái chất kem cũng như là cái thương hiệu khá là lâu năm, và nó là một trong những sản phẩm chống nắng tốt tại Nhật Bản thuộc của tập đoàn Shiseido, một tập đoàn khá là nổi tiếng rồi. Và đầu tiên phải nói là cái packaging mà Tracy yêu thích nó là bởi vì nó là màu trắng, một cái màu trông nó rất là trang nhã và trông kiểu nó đúng là kiểu phong cách của người Nhật ý. Ở phía đằng sau là những cái chữ Nhật màu đen nằm ở phía trên bao bì màu trắng, nó rất là nhẹ nhàng và dễ thương thôi. Nó rơi vào tầm khoảng 90g, thì không quá nhiều mà cũng không quá ít. Và với cái sản phẩm này nó rơi đâu đấy vào tầm khoảng 475.000 gì đó lúc mà Tracy mua và sử dụng cũng khá là lâu. Khi mà mở ra ấy, thì mọi người sẽ thấy là cái chất kem của em nó cũng không quá dày. Nó thuộc dạng là kem dạng gel. Và khi mà sử dụng đưa lên trên da của mình, nó có cái cảm giác là nó không có bị quá lên tông, nhưng mà nó cũng làm cho làn da của mình nó sáng mượt hơn rất là nhiều. Và cái mùi của em ấy là mùi kiểu như là mùi hương hoa, mùi cam thảo, nên là nó tạo cho mình cái cảm giác dễ chịu. Thêm một điểm nữa là ở đây có công nghệ Aqua Booster, là một trong những cái công nghệ rất là đặc biệt, thì có thể giúp cho chúng ta có được cái khả năng mà chống trôi này, chống nước này. Và đặc biệt là cái em này thì so với cái em màu vàng Anessa mọi khi mà vẫn dùng á, thì em ấy tăng được cái độ ẩm cho đến 50% liền. Thế nên là thường là em này sẽ sử dụng vào những cái mùa nó hơi lạnh một chút xíu, hoặc là những cái mùa đông, thì nó sẽ tạo cảm giác dễ chịu hơn rất là nhiều. Tiếp theo với cùng những dòng xem dạng như Anessa thì sẽ có là Vichy Laboratoire Capital Soleil SPF 50+. Em này thì nếu mà các beautyholics mà thông thái hay thử cũng như là hay biết đến những cái dòng kem chống nắng ấy, thì sẽ biết là em ấy nổi tiếng về cái việc là tác động gấp 3 lần và giúp chúng ta chống được những cái vấn đề lão hóa khi mà chống nắng. Thì trong này còn có những cái độ giữ ẩm khá là cao nữa. Và em ấy được biết đến với khả năng chống các tác hại từ môi trường gây nên những cái vấn đề về lão hóa da. Chính vì vậy nên là em Vichy Capital Soleil này ấy, thì được những bạn mà đang ở trong tầm tuổi khoảng 25 tuổi đổ lên khá là yêu thích, bởi vì do cái yếu tố cũng như là cái sự đặc biệt của em nó như là Tracy vừa nói tới. Và em này thì cũng là một dạng nắp bật. Hầu như là Tracy thấy là những dạng kem chống nắng thì đều đang ở dạng nắp bật cũng khá là nhiều. Và khi mà đưa ra thì Tracy nghĩ là mọi người chỉ nên bóp nhẹ một chút xíu thôi, bởi vì em ấy cái da kem của em ấy cũng khá là nhanh, và chất kem của em này thì hơi đặc một chút xíu khi mà mọi người mới lấy ra, nên là mọi người không nên lấy nhiều quá nhé. Và bắt đầu khi mà Tracy tán đều
xung quanh ở trên da ấy, thì em này có một cái mùi thơm nó hơi bị nồng, hơi bị thơm một chút xíu, nhưng nó không phải là mùi thơm hắc đâu, mà nó chỉ là mùi thơm nhẹ nhàng thôi. Nên là với bạn nào mà không bị quá nhạy cảm ấy, thì mọi người vẫn có thể consider để tặng em ấy về được. Nằm trong cái range này thì trái ngược một chút với em Vichy Soleil Capital, thì em Eucerin Sun Dry Touch Acne Oil Control này thì lại rất là phù hợp với những bạn mà da dầu mụn hoặc là da hỗn hợp thêm dầu. Và em này Tracy hay sử dụng mỗi lần mà da của mình bị đổ dầu rất là nhiều này, hoặc là những ngày đấy mình bị stress và cái lượng da lượng dầu tiết lên trên da mình nó rất là nhiều. Và em này thì nói một chút về packaging đi ha. Em này vẫn là một cái concept có vẻ hơi giống Vichy một chút xíu, nhưng mà trông em ấy vẫn là trên một cái nền trắng phủ nắp màu hơi cam. Và khi mà chúng ta mở ra thì hoàn toàn là trông nó khá là đơn giản. Nó vẫn theo cái phương diện là đơn giản nhưng mà cái công dụng cao. Và ở trong này thì có chai dạng pump. Và được cái là Tracy rất là yêu thích những cái dạng chai pump, bởi vì trông nó chắc rất là chắc chắn. Khi mà chúng ta mở lên này, đóng vào này, nghe nó rất là chắc tai. Và khi mà mở ra ấy, mọi người chỉ cần một pump thôi là có thể đủ để chúng ta sử dụng được cho cái da của mình cả một mỗi một lần bôi. Và em này thì có dạng màu kem chống nắng hơi trắng đục một chút xíu, và có khi còn hơi ngả vàng ấy. Khi mà thoa lên trên da ấy, thì cái chất kem này mỏng nhẹ, nhẹ hơn một chút so với em Vichy vừa rồi. Và cũng có cái độ sáng cũng như là bóng nhất định, nhưng mà không có lên tone. Bởi vì thông thường sử dụng cho những cái làn da kiểu là da mụn ấy, thì em ấy hoàn toàn đang là ở dạng là kem chống nắng vật lý. Nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm nếu như mọi người ngửi và cảm thấy là nó vẫn có độ cồn ấy, nhưng mà nó sẽ bay hơi rất là nhanh thôi, nên là mọi người cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Và thứ hai là khi mà mình apply ở trên da thì da của mình sau đó không có bị xỉn màu nhiều, bởi vì do cái những cái thành phần ấy nó được sử dụng đặc chế riêng cho làn da dầu mụn, nên là Tracy cảm thấy là cái cảm giác đấy nó rất là tốt. Và khi mà sử dụng thì hầu như là Tracy không có bị lên mụn thêm, mà bảo vệ, protect cho cái làn da của mình được đến mức tối đa. Nhưng có một điều là giá thành thì cũng sẽ hơi nhỉnh hơn một chút xíu so với những cái dòng drugstore. Và ở cái mức phân khúc mà nó trung bình premium ấy, thì em ấy cũng là ở một dạng trung hơi cao một chút xíu, chứ nó cũng không quá thấp. Thế nên có một điểm đặc biệt trong số 4 em mà Tracy đang chia sẻ với mọi người, đấy chính là em Made Hippie Advanced Skincare Facial SPF. Em này thì là một em đến từ Âu Mỹ, và trông cái packaging của nó màu trắng vàng trông rất là yêu đúng không? Và trông nó hơi giống kiểu những cô gái bohemian hoặc hippie một chút xíu ấy, ở những cái đất nước Âu Mỹ xa xôi mà thông thường chúng ta hay xem ở trên TV ấy. Và Tracy thường là cũng rất là thích những cái phong cách như vậy, nên là khi mà nhìn thấy em này là xà vào mua thử ngay lập tức, bởi vì đã nghe thấy em ấy cũng khá là lâu rồi. Có một điểm mà Tracy yêu thích ngoài cái việc là packaging nó rất là xinh ra, thì em ấy với cái mức độ là 59ml với giá thành độ tầm khoảng gần 500.000 thì nó cũng khá là mắc so với cái texture kem mà bây giờ Tracy đã show up cho mọi người xem. Em này chủ yếu thì vẫn có thành phần là zinc oxide và là một dạng kem chống nắng vật lý. Khi mà đưa kem ra ấy, mọi người có thể thấy là nó không quá đều và nó hơi khó sử dụng một chút so với những dòng kem chống nắng khác. Và ở đây thì em ấy có seed oil carrot, có dầu avocado là một loại dầu bơ, và một loại red raspberry seed oil là một loại seed oil Việt Quất. Và khi mà với những cái thành phần thiên nhiên giống như thế này thì chúng ta có thể yên tâm về mức độ bảo vệ trên làn da của mình. Và mọi người có thể thấy khi mà lấy ra ấy, nó hơi bị nước một chút xíu, nên là chúng ta sẽ phải dần dần hòa ra như thế này. Và chất này là một dạng, cũng là một dạng kem đặc. Và cái texture của em này thì khi mà mọi người nhìn thấy mới đầu ấy, hầu như là mọi người cũng sẽ không thích đâu. Nhưng nếu mọi người đọc cái brand story cũng như là cái triết lý thương hiệu, cũng như là cái cách mà họ truyền cảm hứng ấy, thì Tracy cảm thấy rất là muốn ủng hộ cái brand Made Hippie giống như thế này. Và ở đây thì em ấy hơi cái dòng SPF là 30 cộng
thì nó sẽ phù hợp cho những bạn nào mà hay ở trong nhà hoặc là có những cái hoạt động in-house, không ra ngoài quá nhiều. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã điểm qua những cái dòng drugstore này, rồi những dòng premium sun protection rồi. Vậy thì có điểm gì khác biệt khi mà chúng ta sử dụng những em high-end giống như thế này? Ở trên tay Tracy đây thì dạo gần đây ấy, những cái dòng kem chống nắng mà Tracy yêu thích trong dòng high-end nó sẽ là Aubergine Nuderm và em Dr. Esther Sun Protection Cream. Em Aubergine Nuderm được sinh ra chủ yếu để sử dụng cho những người mà đang đặc trị nám tàn nhang trong những vấn đề như kiểu là laser, mọi người còn nám hoa, nám tàn nhang, nám mảng. Có rất nhiều loại nám khác nhau mà mọi người đều phải sử dụng những cái dòng công nghệ cao để có thể remove, để có thể loại bỏ đi những em ấy, và cái quá trình này nó rất là dài. Chính vì vậy nên là chỉ những dòng mà nó có những cái thành phần cũng như là nó được chỉ định đặc biệt giống như là em Aubergine Nuderm này thì mới có thể đảm bảo được một cái sự bảo vệ chắc chắn trên cái làn da của mình. Bởi vì mỗi lần mà mọi người peeling hoặc laser ấy, mọi người sẽ tác động sâu ở trong quá trình trung bì và hạ bì trên da của mình, nên là bắt đầu những cái quá trình mà tái tạo da non. Và khi da non mà gặp ánh nắng mặt trời, nếu mà mọi người không chữa trị cũng như là chăm sóc đúng cách ấy, nó sẽ còn làm cho da của mọi người tệ hơn lúc ban đầu, và hoặc là nó sẽ lại trở lại như lúc ban đầu mà nó không có một cái sự cải thiện nào, thì mọi người lại sẽ suy nghĩ là đấy là do mình chữa trị không đúng. Nhưng hầu như không phải đâu, mà mọi người sẽ còn phải chú ý đến những cái dạng protection care ngoài cái dạng skin care mà mọi người đang chăm sóc da. Và em này thì được một cái đầu tiên mà Tracy ấn tượng, đấy chính là em ấy là Healthy Skin Protection Broad Spectrum SPF 35. Và ở những dạng da mà đang điều trị thì chúng ta chỉ nên dừng ở dạng là SPF 35 thôi, bởi vì em ấy sẽ có một cái lượng thành phần vừa đủ và không bị quá cao để có thể hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình mà chăm sóc da, chứ không phải là SPF càng cao càng tốt đâu nhá. Chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào điều kiện của làn da nữa, bởi vì lúc đấy da rất là yếu, hầu như những gì quá mạnh thì đều không tốt. Và thứ hai nữa là em ấy được encourage bởi The Skin Cancer Foundation, và đây là một trong những cái dạng kem chống nắng mà có hiệu quả nhất để chống lại UVA, UVB và có thể sử dụng hàng ngày mà không ảnh hưởng đến những vấn đề hoặc là không tạo ra những vấn đề về ung thư da. Và khi mà sử dụng á, mọi người sẽ thấy là mình đưa ra một chút demo để mọi người có thể nhìn. Em ấy là một dạng kem chống nắng hỗn hợp vừa có oxytocin và vừa có zinc oxide, là một trong những cái thành phần mà phổ biến và có hiệu quả rõ rệt cho cái việc là chống lại tia UVA và UVB. Và em này thì khi mà sử dụng ấy, nó sẽ hơi lên tone một chút xíu và tiệp vào làn da của mình cũng khá là nhanh, và nó không có cảm giác là bí nhờn hay là cảm giác nặng da, mà có thể nói là chỉ trong vòng vài giây thôi nó đã thẩm thấu hết vào trong da của mình và tạo cho mình cảm giác khá là dễ chịu so với một dạng kem chống nắng. Và nếu mà mọi người cứ cảm tưởng là mọi người có vấn đề và mọi người đang chữa trị da và da lúc nào cũng đỏ tấy bởi vì phải peeling, phải laser mà, nên là cái cảm giác nhẹ nhàng là cái cảm giác cần thiết nhất trong một cái quá trình điều trị. Thêm nữa là trong này ấy, những cái thành phần đều có thể có khả năng ức chế melanin, gây ra những cái vấn đề về gốc tự do này, ức chế những cái gốc tự do để chống việc lão hóa, chống oxy hóa trên làn da rất là hiệu quả. Chính vì vậy nên em ấy tại sao lại có giá thành lên tới 1.200.000 một tuýp mà chỉ có 85g, thì tất cả đều có nguyên nhân của nó. Và mặc dù là một điểm rất là lớn là được khuyến khích bởi Hiệp hội Ung thư da Mỹ, The Skin Cancer Foundation, để có thể sử dụng hàng ngày, nhưng Tracy thấy là em ấy phù hợp hơn cho với những dạng như là da khô, nám, tàn nhang, da thường. Bởi vì thực ra em ấy là nằm trong cái hệ thống system về Aubergine Nuderm, là một trong những cái line để chữa trị cho những người mà bị nám sạm ấy, nên là đương nhiên nó sẽ phù hợp với những bạn bị da khô, da nám sạm nhiều hơn. Nhưng cũng không có nghĩa là những bạn da khác không thể sử dụng, bởi vì hầu như là em ấy có thể phù hợp được với tất cả mọi loại da. Nhưng để tin dùng hơn và để phù hợp với cái quá trình cũng như là chăm sóc và làn da, trị liệu cho làn da của mình, thì mọi người nên để ý một chút xíu để mình có sự lựa chọn thông minh nhất nhé. Và cuối cùng thì em này rất là được ưa chuộng tại Mỹ, và một em cũng thuộc dạng Medical High-End Protection Sun Cream, chính là Dr. Esther của Hàn Quốc. Và em này thì thường là Tracy hay bắt gặp ở những cái bệnh viện da liễu hoặc những cái clinic khá là có uy tín ở tại Hàn Quốc. Với những cái dòng high-end như thế này thì thường là chúng ta sẽ khó tìm hơn ở những cái địa điểm như là shopping mall hoặc là những cái nơi dễ dàng thuận tiện như là những cái cosmetic shop. Chính vì cái sự khác biệt về thành phần cũng như là về giá thành, nên là Tracy thấy là mọi người nên hiểu sâu hơn một chút. Ví dụ như là em Dr. Esther này với dạng SPF 50+, PA 3+, thì thường là em này được sử dụng cho những dạng
trái ngược một chút với em Obagi là sẽ sử dụng cho những dạng bạn bị da dầu, mụn hoặc là những bạn đang cũng đang trong quá trình chữa trị. Hầu như những dạng giống như thế này thì đều có thể sử dụng cho hầu hết mọi loại da mà không sợ bị kích ứng phản ứng, bởi vì tất cả đều là dermatological tested nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng mà với em này thì mọi người có thể đi ra ngoài, bởi vì ở ngoài cái tác động ánh nắng cũng như là những vấn đề về môi trường này, rồi có những người mà giống như Tracy không thể không ra ngoài được, kể cả là mình đang trong chu trình chăm sóc da hay là không đi chăng nữa, nên là với da hỗn hợp dầu mụn này và hay phải đi ra ngoài như Tracy thì mỗi lần mà nghĩ đến, Tracy sẽ nghĩ đến Dr. Estée Sun Protection Cream này. Và khác với cái dạng nắp bật của Obagi thì hai em này mọi người cũng có thể thấy là nó trông nó khá là đơn giản ý. Chỉ là một cái màu trắng, và em này thì là màu xanh, em này thì sẽ là màu bạc, và em này thì dạng nắp bật, và em bên này thì là một dạng nắp vặn. Và nó thiên hơi một chút về cái cảm giác nó luxury hơn một chút xíu. Chính vì vậy nên em này có giá thành cao hơn một tí so với em Obagi. Nó rơi vào khoảng 1.2 triệu cho đến 1.3 triệu một tuýp. Và ở trên này thì em ấy có ghi rõ là Dermatological Cosmetics, là một dạng dược mỹ phẩm. Và khi mà đưa lên da tay thì em ấy là một dạng kem chống nắng. Và cái dạng kem này thì nó hoàn toàn là dạng cream, nhưng nó không phải là dạng cream đặc. Và khi mà nhìn ấy, thì mọi người có thể thấy là nó trắng, và thoa lên trên da nó cũng là một dạng kem chống nắng vật lý. Và khi mà thoa lên trên da lúc đầu nó cũng khá là trắng, nhưng mà lúc sau dần dần nó sẽ tiệp dần vào da của mình. Và cái cảm giác cũng như là cái mùi của em này nó hơi có mùi hương thảo mộc, nó hơi có mùi tự nhiên. Hầu hết những cái dòng này nó sẽ mùi thảo mộc tự nhiên hoặc là không có mùi. Ví dụ như em này là một dạng kem không có mùi. Và khi mà sử dụng lên trên da thì cái cảm giác nó không bị nhờn bết dính, nó chỉ hơi một chút xíu lúc đầu thôi. Và với những cái dòng da giống như Tracy thì Tracy prefer thích sử dụng em này hơn. Và ví dụ như mẹ của Tracy và chị của mình bị nám và tàn nhang ấy, thì Tracy luôn luôn recommend em Obagi Nuderm này cho họ. Vậy là cuối cùng Tracy đã nói một thôi một hồi từ đầu đến cuối những em kem chống nắng mà dạo gần đây Tracy cảm thấy là thuộc top favorite cho những cái dòng sunscreen mà mình rất là yêu thích, và nó có hiệu quả rõ rệt trên từng làn da. Và hy vọng là với những cái chia sẻ rất là chi tiết của Tracy thì mọi người nếu ai thuộc dạng da nào có thể có thêm những cái recommendation cũng như là những cái gợi ý cho bản thân mình nếu mà mọi người đã đến lúc tậu những cái em kem chống nắng giống thế này. Và nếu mà mọi người có những cái trải nghiệm khác nhau, những cái trải nghiệm mà khác về những loại kem chống nắng khác, hoặc mọi người mong muốn là Tracy sẽ review thêm những em kem chống nắng nào, thì mọi người có thể comment ở dưới cái video này. Và đương nhiên nếu mà mọi người like cái video này và thấy nó có ý nghĩa thì hãy subscribe kênh YouTube cũng như là like fanpage Tracy chị, để chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện hơn nữa, không chỉ về kem chống nắng nhá, mà có thể về rất nhiều những cái bước skincare khác nữa. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.